Qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động cung cấp thông tin trên báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện báo điện tử Dân trí đăng bài năm sinh 22 tuổi tử vong sau khi mắc Covid-19 vào lúc 12 giờ 24 phút ngày 1 tháng 6. Kết quả xác minh và kiểm chứng, nguồn tin tại bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thông tin báo điện tử Dân trí đăng nêu trên là sai sự thật. Ngay trong chiều ngày 1 tháng 6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông có buổi làm việc với trưởng văn phòng đại diện phía Nam của báo điện tử Dân trí. Tại buổi làm việc, đại diện báo điện tử Dân trí xác nhận bài viết nam sinh 22 tuổi tử vong sau khi mắc COVID-19 là chưa chính xác, bệnh nhân nêu trên vẫn đang được điều trị tích cực thở máy. Ngay sau đó, báo điện tử Dân trí gỡ bài viết lúc 13 giờ 33 phút ngày 1 tháng 6, đồng thời thực hiện cải chính. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, bài viết trên có nội dung sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong giai đoạn tập trung 15 ngày cao điểm chống dịch của thành phố hiện nay căn cứ mức độ hành vi vi phạm và những biện pháp khắc phục hậu quả bước đầu của báo điện tử dân trí, Sở Thông tin và Truyền thông chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng theo điểm A khoảng 5 điều 8, Nghị định số 119 trên 2020 hai mươi ndcb <laughs>